Tao xin chào cả tại Nga, đây là đường Hai Bà Trưng tại trung tâm phố đi bộ phố Long Xuyên. Năm nay là cái năm đầu tiên tổ chức lễ hội hoa xuân đó, phía bên trước có mấy cái bạn xe đang về lại. Là hiện tại giờ người ta đang thi công những cái tháp hoa như là lễ hội hoa xuân trong khu này, cho tập đoàn TNT rất là che là hết rồi, không có thấy được. Vì là phải lên lầu cao nhìn xuống mới thấy. Mấy ngày tới sắp tới nữa là trong chợ Bình Minh nè, với cái chợ đi xuống Mà Ông Môi á, sẽ rất là đông, rất là vui luôn, rất là nhộn nhịp. Giờ đây đi xuống chợ Bình Minh luôn. Mình đảo là dòng chợ đánh mất. Khu này là kêu là chợ Bình Minh. Tập trung các món là giặt mua mang về. Rất cũng như bò bía, bánh bò, nước mía đây là xứ lắc luôn. Mua lúc nào cũng tại. Cũng như vậy em đang đứng hai chục, ba chục. Bánh bò, bánh tiêu, xôi, mặn, xôi, gà đó, có gà nướng, đồ nướng luôn, có bánh rượu luôn, ra đây mua nè, có bò, có rượu luôn. Cầm cái mại, xôi giò, bánh bò, trứng cho tay, bánh bao đó. Ta này là xuống Mà Ông Môi. Buổi tối là bán cà phê lại là một động thái đây đó, bắt đầu cái này cũng có bông hoa lên nè, nói một động thái như thế chỗ này nè, lúc mà nước dừa ăn rất ngon, ai cũng biết. Ở đây là cái thấu dứa đó, mày giờ mình uống. Rồi, cái bánh mứt cái này Thank you.
đâu cái nào đó hả? Đây có xe ma 7 rồi, xe ma 7 cái này 2 tỷ nhìn cũng đây mà nghe góc bự à, hình đẹp. Chắc cũng 150 hay 200 gì chặt hai chậu à. Để anh chơi rồi. Cái tượng đá, một cái chậu luôn.
kìa, ở bên Mỹ Tiền nè. Ồ, cái này lên mai quá trời luôn kìa. Đậu cũng gấp hết nữa không? Cái này nó lá hết rồi. Đợi lại. Hỏi một chút.
giờ này chưa, cỡ 6:30 7 giờ ở mát mát ra mới đi mua nhiều. Mua gì ăn rồi.